Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay thì cho biết là đang tiếp nhận điều trị cho một nam bệnh nhân bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn khá nghiêm trọng. Nguyên nhân là do anh này đã ăn phải thức ăn của người vợ nấu chưa chín kỹ. Theo đó, nam bệnh nhân 35 tuổi ở Châu Thành, Bến Tre được đưa vào bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, sốt cao, đau đầu, chóng mặt, xuất huyết ngoài da. Sau một ngày nỗ lực cứu chữa, huyết áp bệnh nhân đã tạm ổn nhưng chi giác còn lơ mơ. Dự kiến bệnh nhân sẽ phải điều trị tích cực trong thời gian 1 đến 2 tuần. Chi phí điều trị mỗi ngày có thể tốn khoảng 10 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do vợ của bệnh nhân trước đó đã mua thịt và tiết lợn về chế biến món xào với giá đỗ. Do tiết được đóng thành tảng bán sẵn, người vợ nghĩ là đã chín nên chỉ cho vào đảo qua và món ăn chưa kỹ đã lây truyền vi khuẩn liên cầu lợn sang cho bệnh nhân vâng chúng ta vẫn nói rằng là người phụ nữ thì sẽ quyết định uh, cái sức khỏe của cả gia đình bằng những đồ ăn thức uống bằng những thứ mà chúng ta đưa vào cơ thể hàng ngày vì vậy mà rất là mong uh, qua cái tin này thì sẽ các chị em phụ nữ chúng ta sẽ cẩn trọng hơn và đặc biệt thì thông tin này lại khiến cho tôi nhớ tới một câu nói đó là đường đến trái tim của người đàn ông thì đi qua dạ dày dù rằng thì bây giờ thì tôi thấy rất nhiều những cái bà vợ vẫn than phiền với nhau rằng là các ông thích ăn ở ngoài đường hơn ở nhà thích ngồi nhậu với bạn hơn là thích ngồi với vợ con nhưng mà thực tế lại không phải như vậy bởi vì tôi thấy thì như là các chị em thì đang nghĩ oan cho đàn ông chúng tôi bởi vì là có một cái cuộc khảo sát cho thấy là những người đàn ông được hỏi thì đều nói rằng là bữa cơm ở nhà thì giúp họ cảm thấy thư thái giúp họ cảm giảm bớt những sự ép do công việc căng thẳng hàng ngày và khi mà các thành viên trong gia đình gần gũi là một yếu tố quan trọng đặc biệt là còn đảm bảo vệ sinh nữa À, tuy nhiên thì um, bây giờ thì cũng khá là nhiều người đàn ông thì nói rằng là họ đã không còn tìm thấy cái sự ấm cúng, sự thư giãn ở trong bữa cơm gia đình khi mà uh, tối về nhà ăn cơm lại phải đối diện với uh, việc là những cái bà vợ thì cứ cằn nhằn uh, việc này việc kia, uh, cả việc cơ quan rồi là suốt ngày quát mắng con ở trong bữa ăn nữa. Uh, một số khác thì lại than phiền rằng là vợ thì rất là nhiệt tình, tuy nhiên thì lại nấu ăn thì rất là tệ, uh, thành ra là nhiều khi nhất là khi nhà có khách ấy, thì lại phải đưa mọi người ra ra quán. vì vậy là tôi nghĩ rằng chị em phụ nữ thì cũng rất là nên nâng cao cái kỹ năng nấu ăn của mình và đúng là con đường dẫn tới dạ dày của người đàn ông đến trái tim người đàn ông thì đi qua dạ dày nhưng mà đàn ông ăn thì không chỉ đơn thuần là ăn cái cái vị mà đàn ông thì ăn cả cái cảm xúc nữa. Vâng và quay trở lại với cái câu chuyện của nam bệnh nhân đang được điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng biết được là có cái câu là bệnh thì từ miệng vào. Tôi thì thỉnh thoảng cũng hay đi chợ và thường là nhìn thấy người ta vẫn bán sẵn cái tiết lợn đã được làm đông và đóng thành từng mảng từng tảng như vậy. À, nhìn cảm quan ở bên ngoài thì tiết có màu sẫm và có thể ngộ nhận là đã chín, nhưng mà thực tế thì ở giữa của miếng tiết này vẫn còn sống. Và như quý vị và các bạn biết thì tiết là nơi mà chứa nhiều vi khuẩn nhất và cũng dễ nhiễm khuẩn nhất trên cơ thể của một con vật. Và chuyện lây sang người thì là điều rất dễ hiểu. Dù sao thì đó cũng chỉ là trường hợp hiếm hoi mà thôi à, và cũng không may. Nhưng mà chúng ta cũng phải nghĩ tới phần lớn là các bà vợ thì đều rất là có ý thức bảo vệ sức khỏe cho chồng cũng như là cho gia đình của mình khi mà nấu cơm. À, Tôi biết là có người chồng mà dù đi đâu hay là làm gì thậm chí là nhậu nhẹt đến đâu như là anh Lưu Phước này thì tối cũng vẫn phải muốn về ăn cái bữa cơm với vợ. À, tôi nghĩ không hẳn là do người vợ nấu ăn quá ngon mà là cái thói quen. Nó đã trở thành một cái nếp và nó là cách để chúng ta có thể duy trì hạnh phúc của gia đình. À, tiếc rằng là không phải là ông chồng nào thì cũng được như vậy. À, mới cách đây một tháng ở Nigeria thì có một ông chồng gần 60 tuổi thì đã đệ đơn xin ly hôn với lý do là vợ của ông nấu cơm muộn. Và ông này thì cho rằng là không thể chấp nhận được việc là vợ không chăm sóc không làm tròn bổn phận. Tuy nhiên thì người vợ đã sống với ông này 25 năm cho rằng đây chỉ là cái cớ để ông ta có thể bỏ bà để cưới người khác và cuối cùng thì tòa án vẫn chấp nhận ly hôn sau khi mà không thể hòa giải. Và đây là vụ ly hôn đầu tiên xuất phát từ lý do không hợp trong chuyện ăn uống tại nước này.